Những điều bạn chưa biết về giống chó Border Collie. Đầu tiên, Border Collie là cái giống chó cực kỳ thông minh và dễ dàng huấn luyện. Đây là cái giống chó có chỉ số IQ cao nhất trên thế giới. Thứ hai, về màu lông của Collie có khá là nhiều màu rất là đa dạng, ví dụ như là màu đen trắng này, màu nâu trắng, màu vàng trắng, màu lilac hay là màu blue miner. Tuy nhiên ấy, thì màu lông của Collie nó thường sẽ có hai màu trở lên, chứ rất là hiếm gặp các bé cún nào mà có màu lông đơn sắc. Thứ ba, về đôi tai của Border Collie thì tai của Border Collie nó sẽ không có một tiêu chuẩn nhất định, ví dụ như là giống chó tai cụp hay là giống chó tai dựng. Mà tai của Collie ấy thì sẽ có những bé là tai nó dựng lên và có những bé thì tai nó cụp xuống. Có những bé thì tai nó sẽ dựng một lửa và cụp một lửa như thế này này. Thứ tư, về màu mắt của Collie. Mắt của Collie cũng có khá là nhiều màu, ví dụ như em của mình là một mắt đen này, nó sẽ có các bé mắt lâu, mắt xanh hay là mắt màu cam.